cá nè mọi người, gớt ra luôn, gớt ra khỏi dây luôn nè mọi người. Đây cá cũng ngon, cũng kiếm được vài con, kiếm một bữa cơm chiều. Quay bây giờ mình sẽ xuống câu nữa nha, câu bên chỗ dính đi, nhưng mà câu chỗ mình không thấy dính nè, vừa ăn ở vừa câu. Giờ dính, dính làm vài chổi là ra. Xin chào mọi người đã trở lại kênh của Đại Miền Tây nha. Hôm nay buổi chiều rất là trời mưa luôn nè mọi người. Đây mình tranh thủ rủ Vinh ra đây câu kiếm mấy cá về ăn nha mọi người. Giờ Vinh đang hắt cái lưỡi câu vô cái cần câu nha mọi người. Bây giờ có cái hầm bên đây nè, mình sẽ qua câu kiếm một mấy cá nha mọi người. Bây giờ đi thôi. À, đây mình có mồi tép luôn nè, tranh thủ sẵn mồi luôn đó. Đi thôi Vinh ơi. Bây giờ mình sẽ qua cái hầm đó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bước cái cầu đi qua nha. Đây là cái hầm, bây giờ cái hầm người ta cũng bỏ rồi, lên bèo chân rồi. Bây giờ mình sẽ câu thử nha. Giờ mọi người mình đã móc rồi, mình đã xuống coi thử nha mọi người. Mình coi hầm bèo có cá không nha. Quá ngớp mà không thấy ăn. Không biết sao bèo quá không thấy gì. Mình câu gần gần này thử mà đang ngớp nè. Quá trời chuyển mưa luôn mọi người ơi. Nay mình ra không lẽ không có kiếm được bữa cơm luôn á mọi người. Không kiếm được bữa mới cá luôn, bữa cơm, không lẽ trời mưa không có cá thiệt ta. Chứ là mỗi lần mình ra mình câu cá nữa xuống là cá năng là kéo phao gầy luôn nè. Kỹ ta nè. Nè mình cho mọi người xem nè ha. Nữa xuống là phao không kéo luôn. Nghiêm có một chỗ luôn mọi người nè. Đó. À, đi qua chỗ khác coi câu có im không. Sao mình thấy đứng ngoài cá nó không có khỉa phao. Mình bây giờ hiện tại giờ mình trở về chỗ huyền thoại của mình nha. Mình đưa trở về chỗ huyền thoại của mình là mình đưa xuống là phao là nó khỉa kéo liền nha mọi người. Cái chỗ huyền thoại nó câu là nó dính, là nó dính à. Đó, về chỗ huyền thoại câu là phao nó kéo luôn. Này nếu đi trời đang chuyển mưa như có màu quá thì mọi người thông cảm cho mình nha. Đó, nó kéo đó. Ồ. Hết mồi luôn rồi mọi người ơi. Mình sẽ gắn mồi. Mình nói mưa mà Vinh cũng được mở hàng được con rồi mọi người. Mà tưởng hôm nay là hất thu rồi mọi người ơi. Để Vinh mở cái rồi lấy cái thùng múc nước vô miếng nước Vinh. Mình tưởng nay mưa là hất thu rồi mọi người. Để cho Vinh múc nước, bây giờ tới mình để xuống thử bên nha. Bên trong bọc còn có mồi của anh lấy bà Tám luôn rồi. Lấy mồi của bà Tám luôn rồi. Giờ mình để tới mình để xuống nha. Chắc là chỗ huyền thoại của mình là mới dính, trong nãy mình đi tính chỗ khác coi có dính không mà nó thấy ông phao mọi người sao quá mọi người không cấm nha. Trời ơi đưa xuống rồi, đưa xuống ăn ngoài nữa mọi người nè. Vậy ta nãy giờ là mắc hết, nãy giờ nó cá đang ngồi, nãy giờ hết miếng luôn mọi người. Mọi người ơi, đây cho mọi người xem quá trời dưới này chuyển mưa rồi. Mình với dính đường con rồi, bây giờ mình sẽ tranh thủ kiếm vài con về cái bữa cơm thôi. Bây giờ mình kiếm một khác không dính, giờ mình trở lại chỗ huyền thoại của mình nó mới dính nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tranh thủ câu kiếm vài con cá mình vừa ăn coi. Làm bữa cơm chiều mình ăn.
Nó nó mọi người ơi, mọi người ơi, đưa xuống tắp mồi liền. Wow. Cái gì vậy? Cái gì cô, cái gì, cái gì cô, cái gô có chút xíu không mọi người? Ừ, cái chắc mình bỏ mọi người. Cá bự thì mình hơi bự thì mình lấy. Đây, cá chút xíu à. Ở trời dưới nó tát dữ rồi. Giờ mình sẽ gỡ con cá này ra, mình sẽ hút mồi, tiếp tục mình sẽ kiếm con cá bự nha. Giờ nó bẻ ổi rồi, mình đây mình câu cá nha. Vinh gửi con câu không biết. Mình xuống luôn, ghét rồi. Đó, 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 đó. Tắp mồi nữa mọi người ơi. Dính cây nữa. Không biết có đứt lửa không? Không sao mọi người, không có đứt lửa mọi người. Dính mắc mồi nha mọi người. Phải bị dính mắc mồi, giờ mình sẽ làm mồi câu lại. Trở lại chỗ mình nồi, mình coi có dính cá bự không nha. Nước chơi, nước chơi. Nó, nó mọi người. Biết cái đó mình. Ôi ôi, cá bự. Nè mọi người, con cá bự nè mọi người. Đang mắc mồi luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục gắn mồi nữa mọi người ơi. Trời chỉ mưa quá, mọi người thấy có mồi thì mọi người không cảm cho mình nha. Bây giờ mình sẽ gắn mồi lại chỗ cũ rồi mọi người. Đây. Ok. Mình sẽ đưa xuống chỗ cũ thôi nha. Đó mọi người. Cá đã cắn câu. Đã kéo phao rồi mọi người ơi. Trời ơi, mình năm mình hơi sớm xíu đó, hồi ăn hết mồi nữa sao. Cho mình sẽ đây để chỗ cũ nữa. Cái gì? Mồi chín hả? Cái này gì? Nhìn mình tưởng nhìn mẹ ấu chín không ai ngày nó kiểu gì cũng biết nha. Trời ơi, để chuột nữa mọi người ơi. Hên còn mồi không sao. Đi chỗ cũ, đi chỗ cũ. Cá đã cắn câu tiếp tục mọi người ơi. Kéo phao nè mọi người, kéo phao nè. Trời ơi, trời. Cá đã bự mình mọi người, mình giật cái cong câu luôn mọi người. Mà không dính mắc mồi luôn rồi. Ok, mình gắn mồi tiếp tục mọi người, mình sẽ lên chặt câu. Để mồi chỗ cũ này mọi người. À, mọi người thấy mờ quá, mọi người thông cảm với mình nha, tại đang chuyển mưa nè. Đó, mọi người cũng thấy rồi đó. Đó, đang chuyển mưa liên kình luôn mọi người. Má mình cũng hơi mời mọi người thông cảm cho mình nha. Hãy cho mình một like đăng ký cho mọi người chia sẻ để mình có động lực nhiều clip cho mọi người xem nha. Còn bây giờ mình để xuống chỗ mồi chỗ cũ nè mọi người ơi. Đây. Để chỗ con cá bự này mà mình kéo hụt ruột mọi người. Đó, đó, đó. Cá cắn câu kéo phao công nữa mọi người. Trời ơi, ruột nữa mọi người ơi. Ok ok, mình sẽ để lại nha. Đây đang cắn câu nữa mọi người, kéo vào. Trời ơi, nhục nữa. Bây giờ mình thử hết mồi rồi, mình để xuống coi có ăn không nha. Coi có ăn giống như mình có để mồi nha. Nè, câu không cần mồi dính mới ghê mọi người. Con gì vậy? Trời ơi. Con cá này nó khôm thế. Rồi. Mình nãy mình đưa không có mồi. Thì nó ăn cho mình dính cá. Còn bây giờ nó mình không có mồi. Thử nha. Chỗ nó cống chảy thử coi có cá không. Nhiều khi cá nó trong cống nó chảy ra, nhiều khi cũng hên dính sao. Ủa, cá nhẹ dữ ta. Ủa chính không? Ủa sống không vậy? Nhìn mẹ ổi nè. Nhìn sao sống à? Nè, nhìn mẹ ở chín không nè mọi người. Này mọi người thấy ở trong chứ ở ngoài vỏ xanh chứ ở trong chín nè. Đây, cho mọi người xem nha. Nãy mình thấy chỗ này con cá ở trên nhảy rồi. Mình để xuống chỗ này thử nha. Để đi. Vô làm lì để ăn hồi lấy ăn. Chắc này trời mưa, bữa nay mình kiếm chắc hấp thu quá mọi người. Nãy dính dính con mà không biết giờ mình đang kiếm thêm không biết sao nữa nè. Dạ. Câu nãy đâu dính gì. Hết mồi rồi. Ăn
hết mồi hả? Ừ. Sao mình không thấy cái phản ứng gì chưa mọi người? Chắc cái này chắc khắc thua mọi người ơi. Tính kiếm mà trở lại chỗ điện thoại kiếm mới cá đằng chiều về ăn cơm chắc khắc thua quá, dính được con à. Cá nhỏ này dính mình bỏ rồi, con nhỏ cũng có ăn gì đâu. Qua chỗ này thử không rồi. Cái này ưa cho cái chỗ chính giữa này ưa có cá nè. Cá nãy giờ nó dụ mình nè. Giờ thấy này cái phao mình là mọi người không biết có dính không nè. Trời ơi hết mồi luôn rồi mọi người ơi. Giờ cả hết mồi thử mình để đây chỗ nước chảy rồi. Được bên đây thử coi coi nước hết mồi thử cá có ăn không nha. Nói à, hết mồi cá cũng dính được phao nữa kìa. Thấy không? Là nước. Rỡ thế. Giờ mình thử hết mồi đi. Chưa đi rồi để coi cái. Dính hết mồi sao dính mọi người. Bây giờ mình sẽ ngồi thêm nha mọi người. Bây giờ cái này chuyển mưa điên thui quá nè mọi người ơi. Đây. Bạn thấy tối quá rồi không cản cho mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đèn LED điện thoại lên vừa quay cho nó sáng cho mọi người xem cho nó rõ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đem qua cho nó này cho cậu. Mình bắt đèn LED cho nó thấy rõ xíu. Dĩa hả? Bên dính dĩa mà không biết có dính không nha. Ok, mình sẽ thấy ra đây nha mọi người. Nhưng nó tối quá mọi người không cần mình tại vì dưới này quá trời chuyển mưa rồi. Mình nhớ bắt đèn LED câu quay câu cho mọi người xem luôn nè. Sao vậy? Nhìn thấy xa xíu nha cho mọi người coi cá nó ghẻ nha. Bây giờ trời cái này chuyển mưa sợ chuyển mưa nay nó chuyển mưa cá không có ăn sợ nó trốn hết rồi mọi người. Ôi. Bây giờ mình đứng bên đây câu hoài mà không thấy cá ghẻ. Mình nhìn bên đây câu được cá nào mọi người. Gớt ra luôn, gớt ra khỏi dây luôn mọi người. Đây, cá cũng ngon, cũng kiếm được vài con, kiếm một bữa cơm chiều coi. Bây giờ mình sẽ xuống câu nữa nha. Câu bên chỗ dính đi. Nhưng câu chỗ mình không thấy dính nè. Vừa ăn ổi vừa câu. Giờ dính làm vài chổi là gai câu vài kiếm một cái kiếm một bữa cơm chiều mọi người ơi. Giờ trời chuyển mưa cũng tối hù không biết sao giờ. Chuyển mưa mới tối hù. Trời quá trời chuyển mưa. Năm giờ mấy mà chuyển giống như 6-7 giờ tối rồi mọi người, nó hù luôn. Nào mọi người, cá ăn nha. Rồi hết mồi nữa mọi người ơi. Sao bữa nay mình câu hết mồi không ta? Thấy hết mồi nhiều hơn có cá mọi người. Thường luôn mọi người, bây giờ không bên đây không có thì mình đổ bên khác mọi người. Ở khi nào dính được con cá thôi. Giờ mình sẽ giục xuống dưới đó nha. Hay tối quá mà cảm nhưng mà. Đó, giờ chớp mọi người ơi, mình giờ mình sẽ tranh thủ vô. Chớp này nguy hiểm quá. Ồ. Trời ơi. Tối quá không thấy mọi người. Bây giờ kéo xa lại đây. Cái máy mình nó kéo gần quá thì nó sẽ bị hộp đó, mọi người ơi. Bây giờ mình để xa mình sẽ đưa cái máy tuốt xuống dưới cho mình mọi người xem rõ nha. Như này quá trời chớp rồi mình sẽ tranh thủ về mới được.
Vinh giật cho anh ăn đi Vinh. Hay nãy thấy mà phao của Vinh ăn thiệt mà nó kêu giật. Trời ơi, mình không thấy ăn gì hết. Giờ mình sẽ lui lại dưới đây chút xíu nha. Như lại quá trời mũi mọi người. Giờ mình kiếm câu 2-3 cái nữa không được thì mình về mọi người ơi, với trời tối rồi. Cả vợ con ăn vợ con chứ sao giờ mọi người. Đó. Nam mô Di Đà Phật. Con đi xuống nghe trời chớp quá trời sáng mọi người ơi. Nhìn thấy ghê quá. Ăn hết mồi luôn hay gì rồi. Chưa sao mình hết hồn quá. Đó hết mồi không à. Trời. Đang ghẻ mà giật lên. Ai? Cá. Cá hả? Để quá trời trời gầm mà mọi người. Cá đang ghẻ rồi mình giật như này, trời tối quá chắc sợ nó không còn ăn nữa Vinh ơi. Thấy gì hết. Dưới nào? Hết mồi luôn rồi. Trời ơi, hết mồi luôn rồi. Hết mồi luôn rồi mọi người ơi. Nè. Trời chuyển mưa nè, trời chớp mọi người nhìn thấy mình ghê quá. Bây giờ nãy mà trời chớp một cái mình kêu phụ nó môi vặt không mọi người nó. Mình thấy ghê lắm mọi người. Đang gì lửa câu dưới áo luôn rồi. Bây giờ chắc này bây giờ chắc mà được vài con ăn đại vài con mọi người. Bây giờ trời mới với lại trời gầm chứ trời chớp nhìn mình sợ quá. Bây giờ mình diễn Vinh coi xem thành quả xong đi vô mọi người. Được hai con. Hai con rồi. Bây giờ chắc được hai con này mình chắc làm khô queo ăn chứ làm gì giờ. Mình được có như mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc clip tới đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay cho một like đăng ký nha. Còn bây giờ mình xin tạm biệt. Bye bye.